Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái vườn cam mình đang xử lý bông trên cái đọt xì ha mọi người ha. Là cái vườn cam này mọi người thấy nè, nó đã xì đọt rồi, mình mới bắt đầu mà xử lý làm bông, ức chế đọt và gãy lăng ức chế đọt, và sau đó mới lên tạo mầm luôn mọi người ha. Thì làm cây xì này như thế nào đó thì mọi người thấy cái đọt nó ra nhiều rồi đó, mọi người đừng sợ. Khi mình đã ức chế đọt và mình tạo mầm cho nó đủ á thì nó vẫn ra bông ở trên cây dưới bình thường, còn những cái cây nó xì á thì mình sẽ cắt đọt rồi mình thả cái cây cho nó khỏe. Vậy cụ thể mọi người thấy đây nè, thì đây là cái mình xem lại đường cho nó cắt đọt đó mọi người. Bữa nay là mới cái cử phân đầu tiên thôi mà mọi người thấy cái dàn chân nó đã ướm đều và nó có tim bông cũng khá cao không mọi người ha. Này nó đó, mọi người thấy cái dàn chân nó đã ra rồi nên mình đã tiến hành cho anh cắt. Dàn chân này nó ra trên giường là khoảng 60% đều cái dàn chân hết đó mọi người, thì mình mới tiến hành cắt đọt ha. Về cái phương pháp cắt đọt ở đây như thế nào mọi người nè, để mọi người để mình đi lại gần quay rồi mình để cụ thể cho mọi người ha. Khi chúng ta thấy nè, trong quá trình tạo mầm á, tại mình làm trên cây xì cho nên mọi người thấy là trong quá trình tạo mầm sau á nó sẽ có xì đọt thêm, đọt nối thêm một mớ đó mọi người, cho nên mọi người đừng có sợ cái đọt nó cao ha. Mọi người cứ thẳng tay cắt xuống ngay cái khớp cũ được rồi á, đợt đầu tiên á nó có cái khớp cái khắc sẵn đó mọi người, cứ cắt xuống đừng cho cái dàn chân dàn chà bông ở dưới mình nó xì ra hết cho điều cây ha. Khi này nó ra mới điều cây được, gọn hết cây. Và cái dàn đọt mình cắt này nè nó sẽ lên là cái thực mới mọi người, lên lên rất là đẹp khỏe lá bự ha, để sau này nó nuôi trái và nuôi cây nó khỏe không có xỉu cây luôn. Cho nên cứ yên tâm đừng có sợ mà đọt nhiều mà nó cắt, tại mình làm kinh cây xì mà đó, mọi người thấy cứ cắt xuống nè, mọi người thấy kết quả cũng thấy là tương đối đều nè, thấy cái dàn chân nó đã ướm bông ướm đồ đều rồi mọi người, giấc này nó mới ướm thôi mọi người, nhìn nó không được rõ lắm. Cho chú cắt nữa đó. Thì đây là mọi người thấy là tổng quan về cái vườn nè, sau khi cắt đọt nè. Mọi người thấy không? Dàn cây rất là xinh tốt luôn. Khi cắt á, thì cây chúng ta sẽ tròn tàn là đẹp hết mọi người ha. Mọi người thấy nè, gần cho mọi người thấy nè, nó gần nó đã ướm tới cái dàn khớp này trên đây, nó ướm tới dàn đọt đó. Dàn chân thì nó ướm đều 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 đó mọi người. Thì để khoảng tuần lễ 10 ngày sau nữa mình thúc cử hai và kéo bông cử hai và mình quay lại cho mọi người xem ha. Thì đây chính là quá trình mấy anh trong vườn đang cắt đọt. Mọi người thấy cái dàn đọt ở dưới kinh khủng không? Mọi người thấy đừng có sợ mọi người, tại mình làm bông là mình không có lấy bông trên cái thực phướng thực thở này của cây được. Rồi, khi chúng ta cắt lại thì cái dàn tàn chúng ta sẽ lên sao lên nó sẽ đẹp hơn. Mọi người cứ yên tâm. Khi chúng ta tạo mầm tới thì cái vấn đề lá mầm già mầm bông dàn chà dưới nó vẫn ra hết ha mọi người ha. Thì để vài bữa sau mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem tiếp ha mọi người. Xin chào mọi người.